Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Guppy Quy Nguyễn Bến Tre đây. Thì hôm nay mình có một cái đơn của một anh khách ở quận 9. Và đơn này mình sẽ gửi qua xe Phương Trang cho ảnh ha. Đây, thì ảnh có đặt của mình là ba cặp full gold ghi bông, full vẩy và chấm tay bơi. Đó, tình trạng cá thì hiện tại các bạn cũng đã thấy ha. Hiện tại cá size này là từ 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng, thì tầm khoảng 3 tháng đổ lại thôi các bạn. Thì cái size của nó sẽ không có to đâu nha các bạn. Tại vì cá size tơ á, thường thường là mình sẽ gửi cho khách toàn bộ là cá size tơ hết. Và những cái bầy nào mà size từ 4 tháng, 5 tháng trở lên á, là mình đều báo trước cho khách. Ví dụ là cá này size to, ví dụ nha, đẻ là một lứa hai lứa gì đó thì mình cũng sẽ báo cho khách biết luôn để khách rõ ha. Còn đối với những cái trường hợp mà mình đăng lên clip mình bán cá là mình bán cá từ 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng, 3 tháng rưỡi đổ lại thôi. Và cá mà size mà nó lớn quá từ 4 5 tháng trở lên á là mình sẽ bán dạng như bán xả ra cho anh em chơi, dạng như chơi thủy sinh. Thì những cái con mà cá mà nó già quá rồi á, thì cái chất lượng những cái bầy con nó lên sau này nó đẻ kiểu như là không có ok lắm đâu các bạn. Tại vì các bạn nếu mà các bạn mua làm giống á, thì các bạn nên tốt nhất là lựa cá sai tơ về, các bạn dưỡng, các bạn thúc sai lên, sau đó các bạn sẽ cho sinh sản thì nó sẽ ok hơn nha các bạn nha. Rồi, ok, đây là những con ba con full gold ghi bông, full vẩy, chấm tay bơi như hiện tại đây. Mình cũng muốn quay cho các bạn xem để các bạn tham khảo. Và nếu các bạn có nhu cầu, các bạn có thể liên hệ với mình qua Zalo 0979337955 nha. Đó là cái số Zalo của mình. Các bạn nếu mà gọi mình không thấy mình nghe máy á, thì các bạn cứ nhắn cho mình qua Zalo đi. Rồi khi nào mình rảnh á, mình sẽ check Zalo mình trả lời, mình tư vấn cho các bạn nha. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ ra mình đóng cá. À, cái đơn này á, thì mình có gửi cho ảnh thêm một cặp full gold gain, full vẩy nữa chứ không full tay các bạn, full gold gain, full vẩy. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ ra mình đóng đây. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem full gold mình sau khi đóng vô trong túi ni lông rồi thì cái màu sắc nó sẽ như thế nào nha. Và hầu như là clip nào mình quay về cái full gold này mình cũng đều quay tất tần tật những cái điều kiện mà môi trường ánh sáng để cho các bạn nắm rõ ha. Rồi, ok. Rồi thì cá thì mình cũng đã đóng xong hết rồi, để bây giờ mình quay cho các bạn xem những con cá mà sau khi mà đóng trong túi rồi á, full gold này á, đặc biệt là khi các bạn nhận á là lúc nó còn trong thùng xốp á, nó còn màu trắng đó các bạn. Thì các bạn nhìn nó cái màu nó rất là xấu nha các bạn. Còn các bạn bỏ ra ngoài cái khay của các bạn, phải bỏ vào hồ cá của bạn. Nếu mà tốt nhất các bạn ở chỗ các bạn mà nuôi full gold á, bạn có cái khay vàng á, nền màu vàng, thì các bạn thả qua nuôi màu vàng thì nó rất là ok. Tầm khoảng vài tiếng, tầm ngày là cá bắt đầu nó cái màu nó ổn định lại. Đó, còn nếu mà các bạn bỏ vào trong cái nền trắng, ví dụ như khay trắng như thế này, thì cái màu các bạn nuôi con full gold nó lên nó vẫn đẹp, nhưng mà có một cái là cái màu nó sẽ nhạt hơn so với các bạn nuôi khay vàng nha. Đó, rồi thì tình trạng cá đây. Đây, máy ri bông full vẩy, ba con máy. Đây, ba con máy lúc nãy ha. Rồi đây là những con trống nè, trống thì cái màu nó sẽ nhạt hơn một tí, nhưng mà full phải full tay hết. Nó có một con trống ri bông nè, một trống gen. Đó, đây là con máy gen full vẩy, mình tặng cho ảnh thêm con máy gen full vẩy luôn nha các bạn. Đó, rồi thì nói chung là số lượng cũng cái đơn này của ảnh cũng không có nhiều, cho nên là mình cố gắng mình đóng kỹ nhất có thể để cho gửi đến cho ảnh để cho cá khỏe nhất có thể nha. Đó, thì tình trạng sau khi mà mình đóng vô trong túi rồi thì các bạn thấy không, màu sắc nó không còn vàng giống như lúc nãy mình quay cho các bạn xem trong nền đen nữa ha. Nền đen lúc nãy là mình quay mình mở cái đèn lát điện thoại lên cho nên là nó lên rất là đẹp. Thì các bạn thường thường những cái đối với những cái máy khác thì mình không biết như thế nào, nhưng mà thiết bị các bạn tốt nhất nếu các bạn xài iPhone á thì các bạn đem nó vào một cái khay đen. Đây, ở đây mình sử dụng cái khay đen đó, các bạn đem cái khay đen xong bạn quay, các bạn bỏ bỏ cá vô trong khay đen này, các bạn đem vô chỗ tối, các bạn quay, các bạn mở cái đèn lát các bạn quay thì nó lên cái màu vàng rực rỡ giống như lúc nãy mình quay cho các bạn xem đó. Đó, để cho các bạn, mình muốn giải thích cho các bạn biết luôn là tại sao mà cá mà quay nó lên full vàng đẹp như vậy, nhưng mà khi mà cá gửi cho các bạn thì cái màu nó nhợt nhạt giống như thế này đó. Để nhiều khi các bạn không hiểu, các bạn nói mà lừa đảo rồi chỉnh màu này nọ, nói chung là thì nếu mà các bạn làm theo cách của mình, các bạn có cái thiết bị ví dụ như điện thoại iPhone á, thì các bạn quay, các bạn làm theo cách của mình vừa chỉ cho các bạn á, là các bạn biết mình có chỉnh màu hay là không. Đó, thì nói chung là đôi khi là các bạn quay lên thì màu nó cũng sẽ không giống được như của mình, thì do là cái điều kiện môi trường ánh sáng nó cũng thay đổi khác nhau hết, mỗi nơi kiểu như mỗi cách của bạn quay nó khác nhau hết, thì có thể nó lên tầm khoảng 8-10, 9-10. Đó, có khi là nếu mà các bạn quay giống mình á, thì nó có thể lên được 10-10 luôn. Đó,
Rồi ok, thì bây giờ là cái màu sắc full gold này mình đã giải thích rất là nhiều trong những clip trước rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho vô thùng xốp mình đóng đây. Đó, thùng xốp mình sắp hết rồi. Bữa mình chở một đống luôn, bây giờ sắp hết thùng rồi. Bây giờ mình sẽ đóng cái đơn này vô thùng xốp, xong mình đem ra Phương Trang mình gửi cho ảnh ha. Bây giờ là cũng tầm 11 giờ trưa rồi. Rồi ok, bye bye tất cả các bạn nha.